cả thực ra nhá, PK mấy cái kèo mà cảm giác nó bậy 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 ấy thì không thích. Cho nên là kiểu cảm giác không thích PK. Kiểu PK không phải mà là PK xong toàn kiểu là đúng lên vạch đùi ra các thứ, em không có phải khoe thân đâu.